Lễ hội Thành Tuyên và Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019 diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 9 năm 2019. Đây là lễ hội quy mô cấp tỉnh gắn với các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và hợp tác đối ngoại của tỉnh Tuyên Quang nhân dịp Tết Trung thu cổ truyền của dân tộc. Lễ hội Thành Tuyên và Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019 diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 9 năm 2019. Đêm khai mạc với chủ đề Tuyên Quang tinh hoa hội tụ được chính thức khai mạc vào 20 giờ ngày 12 tháng 9 năm 2019. Đêm khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ đặc sắc với sự tham gia của 10 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Đắk Nông, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa, Tây Ninh, Nam Định, Hưng Yên, Sơn La và Phú Thọ. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2, VTV5, Đài Truyền hình Việt Nam, kênh VTC3, VOVTV, Đài Tiếng Nói Việt Nam, kênh TTV và gần 30 đài phát thanh truyền hình trong khu vực và cả nước. Có thể nói đêm hội Thành Tuyên là hoạt động sôi nổi nhất trong chuỗi các hoạt động của lễ hội Thành Tuyên năm 2019. Đêm hội năm nay có chủ đề lung linh sắc màu đêm hội Thành Tuyên với các mô hình do chính bàn tay người dân, các khu dân cư tạo ra, không chỉ thể hiện các yếu tố mang tính nghệ thuật mà còn mang nhiều ý nghĩa giáo dục truyền thống sẽ được diễn diễu trên các tuyến phố chính của thành phố Tuyên Quang trong tiếng trống hội rộn rã, màn múa lân sôi động. Năm 2013, kỷ lục Guinness Việt Nam đã được trao cho mâm cỗ trung thu lớn nhất Việt Nam và kỷ lục Guinness Việt Nam cho đêm hội Thành Tuyên có nhiều mô hình đèn trung thu độc đáo và lớn nhất Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng TTV, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang và gần 30 đài phát thanh truyền hình trong khu vực và cả nước. Lễ hội Thành Tuyên và Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019 còn có nhiều hoạt động như trình diễn một số di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, biểu diễn nghệ thuật đương đại, trưng bày giới thiệu các sản vật đặc sắc của địa phương trong tỉnh, trưng bày giới thiệu ẩm thực, sản phẩm du lịch của Tuyên Quang, lễ hội Bia Hà Nội. Đến với Tuyên Quang, thủ đô khu giải phóng, thủ đô kháng chiến vào dịp lễ hội Thành Tuyên và liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019, du khách sẽ được hòa mình vào một không gian văn hóa mang đậm bản sắc truyền thống của người dân Tuyên Quang, nhiệt tình và mến khách. Với nhiều hoạt động đa dạng và phong phú, lễ hội Thành Tuyên và liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019 sẽ để lại cho du khách những kỷ niệm đẹp và khó quên về Tuyên Quang, mảnh đất giàu truyền thống lịch sử và văn hóa. Thank you.